Thì bữa giờ anh thấy, anh biết. Em buồn không? Lúc trước thôi, giờ bình thường. Ừ, nhưng mà giờ em buồn. Nhưng có lẽ bao nhiêu đó giờ với Thảo không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi Thảo hiểu rõ hơn ai hết trong lòng Nhật bây giờ đang nghĩ gì. Chứ lẽ không hiểu là, ý là dù sao vô chương trình kiểu giống như là mình là cặp đôi bí ẩn đúng không? Thì cái mục tiêu mà giấu mọi người cho tới cuối thì dĩ nhiên đó là mục tiêu rồi. Nếu mà hoàn thành được thì tốt, còn đó không phải gọi là mục tiêu cuối cùng. Nên là những lúc mà em bị như vậy á, ít ra phải ví dụ như là nhìn em hoặc là an ủi hoặc là gì đó thì sẽ tốt hơn. Hơn là anh cứ giả bộ bỏ lơ xong rồi anh vẫn có thân thiết với người khác. Cái đó là cái điều mà em không thích. Những cái chuyện mà em gặp anh cũng đâu có biết đâu. Anh chỉ có quan tâm tới những cái khác thôi. Anh lại là cái người mà lúc nào cũng giả vờ như là đứng trung lập, là người tạo ra hòa bình. Cái kiểu anh nói những câu giống như là kiểu giống như là để cho nó mọi chuyện trở nên tốt đẹp, nhưng mà anh không có suy nghĩ về cái cảm giác của em, hoặc là anh không có hiểu là em đang bị cái gì. Em không biết là cái mục đích của anh cuối cùng là gì, cái mục tiêu cuối cùng nó quan trọng như thế nào, nhưng mà em thì em nghĩ là cái mục tiêu cuối cùng chỉ là cái gọi là phụ thôi. Còn cái chính là em muốn xem thử là qua cái chương trình này nè, cái cách anh đối xử quan tâm em như thế nào. Thì nói chung là em cảm thấy là anh quá là tập trung vô cái cuộc chơi nhiều quá. Bữa giờ thì có tâm sự với Phong cũng nhiều, em có suy nghĩ rồi. Thì em không biết, nhưng mà em cảm giác như cái việc mà bây giờ come out nó kỳ kỳ sao. Cảm giác như okay, nói chung là chắc em cũng cần phải suy nghĩ thêm. Còn anh cũng cứ suy nghĩ đi. Ngay từ đầu, Nhật luôn cho rằng anh chỉ thân thiết với Đan nhằm che giấu mình là cặp đôi bí ẩn. Nhưng Nhật ngày càng lún sâu trong cái bẫy mà mình tự đặt ra. Liệu anh chàng sẽ có quyết định như thế nào? Buổi chiều quyết định đã đến, các chàng trai dường như đang chuẩn bị một điều đặc biệt. Bốn cô gái ai cũng thật lộng lẫy và xinh đẹp. Hello các em, anh đại diện cho các bạn nam có vài lời muốn nói là đêm nay là một đêm rất là quan trọng. Suốt những thời gian qua tụi mình đã có thời gian trải nghiệm cùng với nhau. Có lẽ là có một số bạn nam sẽ có những điều muốn nói. Nhưng mà trước tiên thì anh xin đại diện các bạn cảm ơn tụi em trong thời gian qua đã mở lòng tụi em ra để cho các anh có cơ hội đến và tìm hiểu tụi em. Hy vọng rằng sau chương trình này, dù có như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn và sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Sau đây sẽ có một số bạn nam sẽ có những điều muốn nói. Anh hy vọng là tụi em sẽ vui lòng đón nhận. Và chàng trai nào sẽ là người đầu tiên đây? Đang nghĩ Đang sẽ cho mình cơ hội và cho người đó cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau. Thì không biết có hợp hay không, giờ sẽ đi được đến đâu, nhưng mà Đan sẽ cố gắng. Thì trong năm chàng trai thì Đan ấn tượng đó là anh Mì, một người ga lăng về chăm sóc Đan trong những ngày vừa rồi, cũng khá là ấn tượng với ảnh. Thì trong cái lúc mà nói chuyện thì anh Mì cũng có nói ngỏ một số lời, thì để coi hôm nay mọi việc của Đan với anh Mì như thế nào, thì có thể sẽ tìm hiểu nhau trong thời gian sau này.
Vừa qua thì Nhật có một cuộc hẹn với Đan tại bờ biển Nha Trang. Thì sau cuộc hẹn đó, Nhật cảm thấy cô gái này rất là dễ thương. Cô ấy có một cái mục tiêu, một cái định hướng riêng của cô ấy. Cô ấy tự, nghĩa là cô ấy là một người thẳng tính. Ghét hay không ghét gì đó thì cô ấy sẵn sàng nói ra, nói thẳng ra. Và cô ấy mặc kệ suy nghĩ của những người xung quanh. Với Đan thì Nhật có cảm tình. Có cảm tình khá là sâu. Nếu của mì không phải là cặp đôi bí ẩn thì có thể Đan và của mì sẽ tìm hiểu nhau bắt đầu từ ngày hôm nay và thời gian sau đó nữa. Đan đã chính thức mở lòng với Nhật và cũng đang chờ đợi một điều đặc biệt dành cho mình. Thì trước khi vào vấn đề chính thì có một món quà dành tặng cho tất cả mọi người, và nó cũng sẽ là một phần thay thế lời muốn nói. Rung như tới như vậy. Áp lực thật sự không? Ơi. Đầu tiên, anh cảm ơn em đã đi cùng anh tới cuối hành trình này. Và sau cái hành trình này, anh sẽ là người làm hành trình khác cho hai đứa mình. Có thể từ lúc ban đầu hai đứa mình là hai mảnh ghép khác nhau, nhưng mà vô tình số phận nó chơi trêu lắm, ghét gì thì sẽ được cái đó. Những thời gian vừa qua anh biết là có rất nhiều điều em đang để trong lòng, em đang khó chịu. Thì nếu như vậy thì anh, sau hôm nay thì anh muốn những cái điều đó em hãy ném vào đây vào tim anh, để anh giữ cho em, và anh sẽ trả lại cho em hai chữ hạnh phúc.
xin lỗi. Em rất vả rồi. Anh biết là em không có thích sến. Anh biết vậy. Nhưng mà bọn mình hay là anh đi. Anh cảm giác mình thất bại. Anh không hoàn thành được cái nhiệm vụ ban đầu. Và anh để em phải chịu đựng một mình. Anh có khóc à? Dạ rồi. Anh đã có nhiều lúc anh hơi yếu lòng một tí, nhưng mà nếu cho anh được chọn lại một lần nữa, anh vẫn chọn em. Tại vì anh cảm nhận được người chịu đựng vì anh, cắn răng tất cả mọi thứ cho anh. Cảm ơn em ngay từ lần đầu tiên. Cảm ơn. Bây giờ em cần gì? Thật ra thì khi mà tới tham gia cùng cái chương trình này thì mục tiêu của tụi mình á là để xem tụi là đối phương, thử thách hai bên xem thử là tình cảm của hai đứa như thế nào, bằng cách là xem xét thử sự quan tâm của mình cho đối phương. Lúc đầu á, thì em với anh có giao kèo với nhau á, là sẽ không có bận tâm về cái việc mà khi vào đây anh gặp ai, em gặp ai. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn không quan tâm tới em nữa. Thì thực tế là trong cái thời gian vừa qua thì như em cũng đã nói với anh là em có một số chuyện, nhưng mà hình như là anh không có thấy được cái điều đó thì nó làm em hơi thất vọng một xíu. Anh không biết bao nhiêu lời xin lỗi để đủ, cho nên anh không muốn phải nói nhiều. Anh muốn qua cái câu chuyện này anh biết được là em cần gì và anh cần gì. Có thể câu chuyện của mình quá là bất ngờ khi mình cái đây là cái chuyến đi đầu tiên của tụi mình. Anh hy vọng em vẫn đi cùng mình. Anh có một câu muốn tặng cho em. Anh không phải là Iron Man, Superman, Spider-Man, nhưng mà anh sẽ là người đàn ông của em. I'm your man. Nếu đó là sự thật thì đây là nụ hôn đầu tiên của anh với em. Thảo có vẻ cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều gì đó. Hiện tại thì về cái việc mà gọi là cái câu trả lời cho cái mối quan hệ của em và của My thì thực tế em vẫn chưa có. Em vẫn đang suy nghĩ vậy. Người mà em có thể chia sẻ nhiều hoặc có em cảm thấy thoải mái khi mà ở cạnh thì chắc là Phong. Em xin lỗi nhưng mà chắc là em không thể. Trước mắt thì sau cái chương trình này em với anh hãy thử hẹn hò tiếp và để cho tụi mình chắc chắn hơn. Anh đợi. Như vậy, Nhật đã quyết định ở lại và tiếp tục bảo vệ tình yêu của mình. Và Thảo với trái tim vẫn đang mang sự tổn thương, cô cũng cho cả hai một cơ hội để chữa lành vết thương. Cặp đôi đầu tiên là mình đoán từ ngày đầu tiên rồi, xong rồi cứ... Tại vì hai người đó cũng...
làm cho phê bị rối chút xíu, nhưng mà xác nhận sau trò chơi hôm qua, xác nhận luôn là cặp đôi đó là George và Nhi. Và cặp đôi thứ hai, Giải sẽ giải thích được tại sao mà bữa giờ đi chơi với lại chị Thảo hoài. Tại vì mình nói chuyện chị Thảo cũng nghi nghi, xong rồi thử chị Thảo một cái, thấy phản ứng của chị Thảo, xong là đoán được liền là chị Thảo là một trong hai người trong cặp đôi bí ẩn thứ hai. Đến lúc này, Phong mới tiết lộ lý do vì sao mình luôn thân thiết với Thảo. Và tại vì thấy chị Thảo không có chơi được với lại nhiều bạn, thì có một cái chuyện đó để hai chị em dẫn qua dẫn lại lên đi chơi chung, ngồi nói chuyện. Và để chọc chọc chỉ cho vui vậy thôi. Nên về càng ngày càng hiểu chị thì mới thấy là tính tình của chị rất là giống anh của mình. Đang nghi ngờ cặp đôi bí ẩn là Chóp và Nhi, hoặc có thể là Củ Mì và chị Thảo. Em nghĩ cặp đôi bí ẩn còn lại có lẽ là Josh và Nhi. Linh nghĩ Josh và Nhi là cặp đôi bí ẩn. Go ahead, Josh. You look absolutely beautiful right now. Also, I know it's been very difficult for us. Challenge for sure. We've never done this before. I want to tell you I love you. And all I really want is to grow with you and be better together with you and have a future together. I know it's been a struggle, but I think we can learn from this and fix any issues we had or have now. In the future, we can use this to be better than we were before. Because I know our connection is so strong. We have so much fun together, and our love is so strong. I think you know what's happened with Josh, right? I try keep calm down. I know I'm so jealous, but sometimes I thinking my boy always love me. Don't have reason, don't have anything. He love other girl. Maybe after this game, so we will fix something. And maybe I understand more from you. And I know what I need first. Always better together. Yeah. Always. Yeah, I know it was difficult. But I want tell you. You tell me I don't look at you the same first time we miss. But every day I look at you. I fall in love with you every day. Maybe it's so difficult, but try it. I know you're difficult, but I think you're worth it. Yeah. Thank you. Let's do it. Okay. You want to kiss me? Yeah. Long time. Cặp đôi thứ hai là Josh và Nhi cũng không khiến ai bất ngờ, bởi cả hai vốn không hề có ý định che giấu. Dù có đôi lúc hơn giận, nhưng cảm xúc của cả hai vẫn luôn hướng về nhau như phút ban đầu. Sau những cái ngày qua thì tụi mình có những cái trải nghiệm rất là tốt với nhau. Buồn có, vui có.
ở những nơi đẹp, sung sướng có, ở những nơi rất là cực khổ có. Em rất hy vọng rằng á, ở giây phút này á, nếu mà bạn nam nào mà thật sự cảm thấy trong lòng mình có điều gì muốn nói thì hãy tận dụng cái cơ hội này. Không biết ngày mai mình còn có cơ hội đẹp hơn để mà làm cái điều đó hay không? Thì mời bạn hãy bước lên trong giây phút cuối cùng. Trong cái suốt thời gian mà trên chuyến đi này á, thì cũng có thời gian là Henry cảm thấy mình gần được với Dan nhiều nhất. Cái tình cảm đó nó lại không có tiến triển. Các bạn cũng xem Henry như là một người anh, một người bạn thôi. Tối nay Henry chắc là không có tỏ tình được với ai. Nếu mà nói mà muốn tỏ tình á thì chắc là không có rồi. Tại vì thật sự luôn, nguyên hết 7 ngày đi cũng thật sự Jason cũng muốn có kiếm được người để mà tỏ tình lắm. Nhưng thật sự thì trong cái số các cô gái thì chỉ có gọi là để mà vẫn giữ được cái mối tình bạn thôi. Tại vì vẫn chưa thấy một chút xíu gì tín hiệu gọi là của một nửa còn lại của Jason hết. Đâu có gì đâu. Vậy thôi. Cái này chị em bạn gì không ạ? Thật ra lúc đầu Linh thì khá là quý Phong. Tại vì Phong chơi được với cả các bạn nữ và các bạn nam rất là hòa đồng. Và Phong là người gần như là người kết nối các bạn nữ với các bạn nam. Vì Phong khá là vui tính. Khi mà mọi người chưa có tìm hiểu kỹ về nhau cũng như chưa quen nhau nhiều thì Phong là người luôn gây ra tiếng cười cho cả nhóm. Nhưng mà sau này thì Linh lại cảm thấy Phong với Linh có một chút xa cách. Nên là Linh nghĩ chắc có thể Phong và Linh cũng không có quá hợp với nhau. Tính tình như em với Linh không hợp được. Em nhìn thấy rõ quá. Đang thì tính thì nếu mà hai người nữa nói chuyện, Đang với em á, nói chuyện được hoài. Nhưng mà sẽ không trúng được những cái mà như hai đứa, em sẽ không phát triển được cái cách suy nghĩ của em theo cái hướng mà Đang sẽ muốn. Chuyện của Linh và Phong không còn thân nhau như trước nữa thì có thể nói một phần là do Thảo. Nhưng mà Linh nghĩ đấy là sự lựa chọn của Phong, chứ Linh cũng sẽ không, hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện này nữa. Phong lựa chọn ai đấy là quyết định của Phong. Em có muốn nói lời gì không? Em thấy 7 ngày là dính với nhau 24/7 là rất là hiểu nhau về nhiều thứ lắm luôn. Nên không đúng. Thể nên không đúng. Thể OK, vậy rồi có lẽ là chỉ có anh Cũng Mì với lại Josh là có những lời chân thành muốn nói. Còn bác Hoa còn lại này á thì tụi anh xin gửi tặng lại cho ba cô gái. Và anh tin rằng ba cô gái sẽ sớm tìm được cái hạnh phúc của mình. Và sau chương trình này á, anh hy vọng rằng anh, Phong và tất cả các bạn ở đây đều sẽ là bạn của nhau, vẫn luôn kết nối với nhau. Xong ba người lên đứng giữa ba cô chẳng giống vậy đi. OK. Ủa, rồi. Con không ngồi em ơi. Ông chiều hết. Tụi anh chiều hết. Anh OK. Vậy anh muốn ba chàng trai sẽ cùng đưa bó hoa này cho ba cô gái và anh muốn ba cô gái đều đón nhận nhé. Dạ. Yeah. Yeah. Mình cho em ở đây nè. Nhưng mà mình không có hôn đâu hả? Cầm hoa thôi. Không, từ hôn mà anh em cũng hôn rồi. Ê, hồi nào bớt hút chén rồi mà. Đúng không? Đâu. Dữ. Thôi cặp đi em. Em về nha. Em bầu em. Chuyện tình của series 9 đã kết thúc như những gì nó phải diễn ra. Những người vốn là của nhau được trở về bên nhau. Còn với Đan, nếu như từ đầu cô nàng bình tĩnh, không vướng vào những cảm xúc vụn vặt, để nhìn ra cũng có hai chàng trai cũng từng để ý đến mình, liệu sẽ có thêm một chuyện tình đẹp của Henry và Đan?